với bạn nha. Thì hôm nay video này mình sẽ làm một cái món đó nha bạn, đó là gà kho sả ớt nha. Đây mình đã chuẩn bị một ít sả bằm ra nè, với một tí ớt thôi nha, để mình không ăn ớt nhiều được thì mình ăn ít thôi nè. Thì sả tùy theo mấy bạn nha, mấy bạn bằm nhuyễn bằm bằm, còn mình thì mình bằm cũng ba xu cũng sực đại nha bạn. Còn đây gà thì mình đã cắt cục nhỏ nhỏ nè, đó, nhỏ nhỏ ra nè. Giờ mình chuẩn bị kho nha. Đây mình đã chuẩn bị cái chảo rồi nè, để mình đặt máy quay rồi quay cho bạn xem nha. Thì ở đây mình bật lửa lên nha bạn, cho nó nóng cái chảo đi, mình cho tí dầu vô mình để xả vô nha. Đó. Thì cái bếp của mình nó mau nóng lắm bạn ơi, mình cho tí xíu dầu vô nè, thêm tí nữa. Đó. Đó. Thì giờ mình để cho nó nóng lên nha bạn. Thì dầu mình nấu mình cho xả vô nha, mình thử xả cho thơm nè. Ok, vậy là xả của mình đã vàng nè bạn ơi. Bây giờ mình để gà vô nha. Giờ mình là xào thịt gà lên, nó thơm nha các bạn. Nó xăng thịt gà lên nha. Thì bạn nào ăn ớt được nhiều á thì bạn cho ớt nhiều nha. À, mình gà kho ớt nhưng mà mình để ớt ít nè, xả thì nhiều, mình phải xả thơm. Mình xào cho khi nào gà mình nó săn mấy bạn. Giờ săn rồi nè. Giờ mình cho ít nước đi nha. Để mình có dùng nước sẵn rồi cho nó ít nước đi nè. Rồi. Mình để kho nha bạn. Thì để bạn chỗ mình có dầu nước sẵn, mình gắn sẵn nè. Đây là dầu nước tống nha mấy bạn. Đây là nó bếp mình có gắn sẵn nè. Để quay lại cái bếp mình nha. Đó, gà mình săn nè. Giờ mình cho một ít nước màu nha mấy bạn. Thì giờ mình cho ít màu vô nè mấy bạn ơi. Đây là chai màu của mình nè. Còn ít thôi nha. Nếu như cái màu nó không đậm mình cho thêm nha mấy bạn. Đây là mấy bạn, đây là chai màu của mình à. Thường gọi là massage nha mấy bạn. Chai này thì trong siêu thị nó bán các bạn ơi, có 50.000 chai thôi à. Rất là rẻ nha, mua xài rất là tiện dụng, không có cần mà mình lấy đường mình thắng nước màu lên này kia nó độc hại lắm nha mấy bạn. Rồi, tiếp đó mình cho gia vị vô nha. Rồi, cái chén xả này nha mấy bạn. Giờ mình có nước mắm vô nè, có mấy cục xả đó. Đào cho ít mỗi nước mắm nha, không tới nửa chén nha các bạn. Coi hơi mặn mặn ăn nó mới ngon nha. Đó, ít nước mắm nữa. Đây, thêm một muỗng đường nha mấy bạn. Thôi, không tới muỗng, ít thôi, phần nửa nè. Cái muỗng là lố lắm rồi. Rồi, mình cho ít bùn ngọt luôn nha. Giờ đã lửa ghiêu ghiêu nè các bạn, cho thịt mình nó chín nè. Nó mau mềm nữa. Mình nêm lên nha bạn, cái đó có mặn lạc gì mình chỉnh sửa lên nha. Ok. Giờ mình nêm đây là nó vừa ăn mấy bạn, giờ mình cho ít tương ớt vô nha. Mình thì mình coi thì để tương ớt lắm, trong cái thịt nó bóng nè. Nó có vị cay cũng nói chung là thơm lắm bạn, cũng ngon lắm. Đó, thịt của mình nó tạo vị bóng thôi nha các bạn. Giờ mình để lửa vô kia nha, mình thôi nó chín nha.
Đây, để mình quay cận cảnh cho bạn xem nha. Đây nè mấy bạn, thịt gà của mình nè. Đó, để lửa kêu kêu nè, mình kho nha, cho nó thấm vô miếng thịt gà luôn. Tại lý do là sao mà mình chặt nhỏ là vậy đó, để cho lửa kêu kêu nè, nó mau thấm hơn. Chặt miếng bự thì nó không thấm mấy bạn ơi, lâu thấm lắm. Bây giờ mình chờ cho nó khoảng 15 phút nữa là mình tắt lửa là có thể chín rồi đó bạn ơi. Thì khoảng 15-20 phút nữa bạn, mình để thịt của mình nè, lửa kêu kêu á, giờ là chín rồi nè bạn ơi. Nè, mình đang nhìn cái thịt nè, đó. Thấy ngon chưa bạn, bóng lưỡng luôn. Đó, thịt chín đều luôn nha bạn. Giờ mình tắt lửa nè, giờ có thể là ra món ăn được rồi. Thì cái món gà kho sả nè bạn, nó rất là dễ luôn. Bạn nào không biết làm cũng vẫn làm được nữa, chứ không có gì khó cho bạn ơi. Thì mình cứ chặt một thịt nó nhỏ đây nè, kho vừa miệng ăn thôi, đừng chặt bự quá. Đó đi. Bạn thấy sao về món này? Đó. Thì món thịt của mình xong rồi các bạn. Thì mấy bạn nào thấy hay thì hãy like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình sẽ ra nhiều video mới về món ăn cho bạn xem nha.